Các bài đọc lời Chúa ngày 14 tháng 5 lễ kính lễ thánh Matthias tông đồ. Bài đọc 1. Tích sách tông đồ công vụ chương 1. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em, đám đông có chừng 120 người mà nói: Hỡi anh em, phải ứng nghiệm lời thánh kinh mà thánh thần đã dùng miệng David để tiên báo về Giuđa, kẻ hướng dẫn những người bắt Chúa Giêsu. Hắn cũng là một trong số chúng ta đã thông phần chức vụ của chúng ta, vì chưng trong thánh vịnh có chép rằng trại của nó sẽ trở nên hoang vắng và không một ai ở lại trong đó, và một người khác sẽ lãnh lấy chức vụ của nó. Vậy, trong những người đi cùng với chúng ta suốt thời gian Chúa Giêsu sống giữa chúng ta, kể từ ngày Gioan thanh tẩy cho đến ngày Chúa Giêsu lìa chúng ta mà lên trời, chúng ta phải chọn lấy một trong những người có mặt đây để cùng với chúng ta làm chứng người đã sống lại. Họ giới thiệu hai người: ông Giuse tức Ba-sa-pa, biệt danh là Công Chính, và ông Matthias. Đoạn họ cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, Chúa thấu suốt tâm hồn mọi người, xin hãy tỏ ra Chúa chọn ai trong hai người này để nhận chức vụ và tước hiệu tông đồ thay cho Giuđa, kẻ đã hư hỏng mà đi đến nơi của nó. Thế rồi họ bỏ thăm và Matthias đã trúng thăm, ông được kể vào số 11 tông đồ. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Đáp ca Thánh Vịnh 112. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa. Chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thầy chư dân, trên muôn cõi trời là vinh quang của Chúa. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, người ngự trên nơi cao thẳm và người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Người nâng cao kẻ tung thiêu từ chỗ bụi tro và cất nhắc bạn cơ bẩn từ nơi phân thổ, hầu cho họ ngồi với những bậc quân vương, với những bậc quân vương của dân người. Chúa cho người ngồi với những bậc quân vương của dân người. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Gioan chương 15 câu 16. Chúa phán: Không phải các con đã chọn thầy, nhưng chính thầy đã chọn các con, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Alleluia.